Có 4 điều cực kỳ quan trọng mà bất cứ nhà đầu tư bất động sản nào cũng cần nên lưu ý trước khi quyết định mua bất động sản. Thông qua 4 điều này, tôi đã giúp rất là nhiều khách hàng của tôi tiết kiệm được những cái khoản tiền vô lý và giúp được tránh những cái rủi ro trong quá trình đầu tư bất động sản. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 4 điều này. Và nếu các bạn quan tâm và các bạn muốn mua bất động sản thì các bạn hãy lên note ra 4 cái điều này để các bạn không phạm phải những cái vấn đề sai sót khi các bạn mua bất động sản nhé. Rồi, để đi thẳng vào vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là các bạn phải quan sát về giá. Đôi khi bạn ở một nơi khác và bạn đến một nơi khác nữa để bạn mua bất động sản, chuyện này ra hết sức bình thường. Tuy nhiên bạn sẽ không biết cái giá ở khu vực đó nó như thế nào, và đôi lúc bạn chỉ so sánh một vài cái giá mà theo người khác đề xuất, thì điều này nó không có đủ cái căn cứ, không phải những cái mức giá vài cái căn xung quanh của bạn là mức giá của thị trường. Bạn phải xem xét là cái thời điểm bạn mua, rồi cái mức giá của rất là nhiều cái bất động sản tương tự của các bạn đã được giao dịch. Bạn nên nhớ là mức giá đã được giao dịch nhé các bạn, còn mức giá mà người ta đưa ra để cho các bạn sẽ phải đàm phán là mức giá đó là không có cái yếu tố để các bạn tham khảo. Và các bạn phải tham khảo mức giá đã được giao dịch của những cái giao dịch gần đây nhất, và càng nhiều cái giao dịch cộng lại thì cái mức giá chuẩn bạn đưa ra là tốt nhất. Tuy nhiên cái mức giá này nó còn phải phụ thuộc vào thị trường. Ví dụ như có những cái lúc bất động sản rất là đắt, rất là hot trên thị trường thì 1-2 tháng nó đã có thể khác nhau về mức giá. Nhưng đôi lúc bất động sản ảm đạm như thời điểm này hiện tại chẳng hạn thì bất động sản có thể đao giá xuống. Cho nên mức giá đó là mức giá tham khảo và nó còn phụ thuộc vào kỹ năng đàm phán của các bạn nữa. Đó là điều thứ nhất mà bạn cần quan tâm. Cái điều thứ hai bạn nên lưu ý đó là về cái tính pháp lý của bất động sản này. Vậy thì cái bất động sản này nó có đang tranh chấp hay không? Nó có đang vướng vào cái vấn đề gì pháp lý hay không? Bạn hết sức lưu ý. Vì khi bạn không kiểm tra phần pháp lý mà bạn đã chốt cọc bất động sản thì rủi ro xảy ra là bạn là người gánh chịu, sẽ rất mất là nhiều thời gian, công sức, thậm chí là tiền bạc của bạn, và bạn cảm thấy rất là phiền lòng khi mà bạn tham gia mua bất động sản này. Cái điều thứ ba mà bạn cần phải lưu ý, hết sức lưu ý, đó là về quy hoạch chung, quy hoạch tổng thể. Thời điểm bạn mua có thể là một cái dự án nào đó chuẩn bị đang hình thành, và nếu bạn không kiểm tra về mặt quy hoạch này, có thể bạn sẽ vướng vào cái việc bất động sản của bạn dính vào quy hoạch và sẽ rất là phức tạp khi bạn tham gia quá trình này. Vì việc quy hoạch bạn có thể coi ở rất là nhiều nơi, có rất là nhiều cách để kiểm tra về quy hoạch, và bạn lưu ý quy hoạch là một trong những cái vấn đề cực kỳ tốt. Và nếu mà bạn coi vấn đề quy hoạch mà bạn coi nó rộng hơn thì đôi lúc bạn sẽ quyết định mua bất động sản này bởi vì nó nằm ở gần một cái nơi nào đó đang chuẩn bị quy hoạch, hạ tầng nó tốt hơn, bất động sản bạn có thể tăng giá. Và đôi lúc bạn may mắn bạn biết được bất động sản này, cũng có thể là bất động sản này nằm trong cái diện đang chuẩn bị quy hoạch để làm một cái điều gì đó, và bạn phát hiện ra bạn không nên giao dịch những bất động sản này vì thường nó sẽ xảy ra bất lợi nếu bạn nằm trong diện quy hoạch. Và cái diện thứ tư cực kỳ quan trọng, nhưng một số bạn là bỏ qua các yếu tố này, thì cái yếu tố này cũng ảnh hưởng về giá, về cái bất động sản của bạn, và thậm chí ảnh hưởng về tính thanh khoản rất là cao. Ví dụ như yếu tố về hàng xóm, bạn ở gần những cái hàng xóm tốt, họ có cái dân trí cao, thì đương nhiên con cái của bạn hoặc bất động sản đó mang cái tính thanh khoản rất là tốt. Cái khu vực đó là những cái người có điều kiện họ hay đi qua lại những khu vực đó, thì khi cái tính thanh khoản của bạn, bạn muốn bán bất động sản đó thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với cái việc mà cái hàng xóm của bạn hoặc cái khu vực đó có rất là ít người có điều kiện đi qua, rất là xa xôi hẻo lánh. Ví dụ là vậy thì những người có điều kiện họ sẽ rất là không muốn mua bất động sản như vậy, và khi mà bạn muốn bán đi tính thanh khoản sẽ cực kỳ thấp. Cái điều nữa là trong cái nhóm điều này, cái điều thứ tư là về phong thủy và về mặt tâm linh. Ví dụ bạn dự kiến mua bất động sản đó để ở thì bạn nên coi là cái hướng nào nó sẽ phù hợp với các bạn, các cái điều kiện sinh hoạt, ánh sáng, không khí nó có bị ô nhiễm các kiểu hay không, thì cái vấn đề này cực kỳ quan trọng. Và vấn đề tâm linh thì mọi người cũng rất đặc biệt quan tâm, và những cái bất động sản mà thậm chí là có cái vấn đề tâm linh thì khi mà bạn mua phải những bất động sản này thì tính thanh khoản của bạn cực kỳ thấp, thậm chí bạn giảm giá xuống cũng sẽ rất là khó bán. Vậy bạn nên kiểm tra những cái yếu tố này để khi bạn quyết định mua bất động sản nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quá trình đầu tư, hoặc là quá trình mua để ở các bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Vậy tóm lại Hiệp sẽ nhắc lại một lần nữa 4 cái yếu tố để các bạn quan tâm ha. Cái yếu tố thứ nhất là yếu tố về giá. Bạn phải nắm được giá của cái khu vực đó. Những cái bất động sản tương tự với bạn thì giá đã được giao dịch, bạn nên nhớ là giá đã được giao dịch là giá là bao nhiêu, để bạn có thể đàm phán với chủ nhà có thể được mức giá tốt hơn.
Cái điều thứ hai là về phần pháp lý, cái bất động sản này có liên quan đến cái việc nào đó về ảnh hưởng về phần pháp lý không, pháp lý có được đảm bảo không mà bạn có tiến hành giao dịch. Và cái thứ ba là vấn đề về quy hoạch xung quanh, quy hoạch tổng thể, bạn nên coi quy hoạch lớn hơn một xíu để tổng thể xung quanh đó bạn có nằm trong diện quy hoạch hay không, hoặc là cái dạng cái quy hoạch đó nó có gần cái khu vực của bạn không, để khiến cái giá trị bất động sản của bạn sẽ tăng lên ở tương lai. Cái điều thứ tư là các cái nhóm yếu tố về hàng xóm, tâm linh và phong thủy. Những yếu tố này là cực kỳ quan trọng, nó ảnh hưởng rất là lớn. Ví dụ bạn ở và ở cạnh những cái hàng xóm họ suốt ngày có những cái vấn đề tiêu cực thì bạn sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn, bạn cực kỳ không thoải mái khi có những bất động sản mà ở trong khu vực như vậy, đúng không ạ? Và vấn đề tâm linh là một trong những vấn đề đôi lúc là nó bạn thời điểm bạn mua thì bạn không biết, nhưng mà sau này vì bạn không kiểm tra kỹ, sau này bạn phát hiện ra thì bạn đã muộn rồi, nó ảnh hưởng rất là lớn. Chính vì vậy bạn hãy coi kỹ những cái vấn đề này trước khi xuống tiền đặt cọc mua bất động sản nào đó. Đương nhiên còn rất là nhiều vấn đề khác bạn cũng vẫn còn tiếp tục theo dõi, thì nếu mà bạn muốn tìm hiểu thêm những vấn đề khác có thể comment xuống cho Hiệp, Hiệp sẽ giúp đỡ bạn, sẽ hướng dẫn cho bạn coi thêm những cái vấn đề nào nữa. Tuy nhiên đây là bốn cái vấn đề lớn nhất, nổi trội nhất và quyết định cực kỳ quan trọng đến việc bạn mua một bất động sản đó nó sẽ như thế nào, cho nên Hiệp chia sẻ bốn cái nhóm này cho bạn dễ nhớ ha. Rồi nếu video này mang lại cái giá trị tích cực và giúp bạn một điều gì đó, bạn hãy khuyến khích Hiệp bằng bấm like và share video này cho nhiều người khác cùng nhận được giá trị giống như bạn nhé. Và nếu bạn chưa đăng ký kênh của Hiệp thì bấm vào nút đăng ký ở dưới, bấm vào nút đăng ký ở dưới để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích từ kênh của Hiệp nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.